Xin chào các bạn, mình xin giới thiệu với các bạn tiếp hai bộ sánh lễ đám cưới rồng phượng cao cấp. Đây là mâm rồng phượng thứ nhất các bạn nha. Đây các bạn quan sát mẫu rồng phượng thứ nhất. Mẫu rồng mình kết trái cây. Tiếp theo là mâm phượng. Mâm phượng đây mình kết trên cây câu này các bạn. Thứ ba là mâm bánh sáp tháp. Đây bánh sáp tháp cao. Bánh này là bánh phu thê đó các bạn. Bánh phu thê mình bỏ hộp. Rất là sang trọng. Thứ năm là mâm, thứ tư đây, thứ tư là mâm rượu trà đường. Có cặp đèn đám cưới nè. Còn đây là khay trầu cau thưa chị đó các bạn. Quả đại nắp này là để áo dài, sánh lễ áo dài. Và kèm theo là một bó hoa cô dâu. Mâm rồng phượng thứ hai đây mình làm tông màu vàng đây các bạn. Đây là cặp song phượng. Đây. Bánh phu thê. Bánh phu thê này khác bánh phu thê lúc nãy. Bánh phu thê này là bánh phu thê lá dừa. Đây là rượu trà đường cặp đèn này. Bên này cũng là mâm trầu tôm rượu thưa chuyện. Và cái này là cái khung đựng bánh kem. Bánh kem thì mình để tủ lạnh rồi. Đây là toàn bộ hai bộ sánh lễ mình đi rước dâu ngày hôm nay, đều là mẫu rồng phượng cao cấp.